chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này của canh chia sẻ về chủ đề ý nghĩa tâm linh của việc đau đầu và đau nửa đầu thức tỉnh tâm linh và đau đầu khi chúng ta trải qua sự thức tỉnh về tâm linh và năng lượng của chúng ta chuyển sang tần số cao hơn các mẫu năng lượng mới và tần số rung động có ảnh hưởng đến cơ thể những hiệu ứng này có thể khó nhận thấy một triệu chứng rất phổ biến của sự thức tỉnh tâm linh là thường xuyên đau đầu hoặc thậm chí là đau nửa đầu chúng thường kháng thuốc giảm đau và dường như sẽ không biến mất sau đây là những lý do khiến chúng ta đau đầu khi thức tỉnh tâm linh Chúng ta cũng cần biết cách có thể thoát khỏi những cơn đau đầu khi thức tỉnh tâm linh. Trong quá trình thức tỉnh tâm linh, năng lượng tâm linh của chúng ta sẽ tăng lên theo tần số rung động. Dòng chảy năng lượng bổ sung này thông qua các luân xa và các trung tâm năng lượng cơ thể tinh tế của chúng ta. Khi một loại virus xâm nhập vào máu, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ hoạt động quá mức để cố gắng đối phó với nó bạn có thể thấy sự thay đổi đột ngột này trong năng lượng tâm linh của chúng ta chẳng hạn như trong quá trình thức tỉnh tâm linh điều này làm cho các luân xa của chúng ta hoạt động quá mức để cố gắng đối phó với các mô hình và tần số mới quá trình này có thể gây hại cho cơ thể nhưng không phải năng lượng thực sự có những tác dụng này mà là phản ứng của chính cơ thể chúng ta sự thức tỉnh tinh thần có thể gây ra đau đầu. Nhưng tại sao đây là triệu chứng phổ biến nhất? Luân xa vương miện nằm trên đỉnh đầu. Nó là luân xa gắn liền nhất với sự thức tỉnh tâm linh và sự thăng thiên. Do đó, trong quá trình thức tỉnh tâm linh, hầu như tất cả năng lượng được bổ sung vào hệ thống của chúng ta đều đi qua luân xa vương miện, kích hoạt nó vượt quá khả năng thông thường điều này có thể gây ra sưng nhẹ hoặc viêm các cơ ở đầu, do đó gây ra chứng đau đầu đáng sợ và chứng đau nửa đầu liên quan đến sự thức tỉnh tinh thần. Mặc dù các triệu chứng này có thể được điều trị khá hiệu quả bằng thuốc chống viêm và thuốc giảm đau, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề cơ bản. Chữa trị chứng đau đầu do thức tỉnh tâm linh. Sau đây là phương pháp khắc phục. Bạn có thể thu thập một số tinh thể. Tốt nhất ở đây nếu có đá thạch thanh tím, nhưng thạch thanh trong suốt sẽ hữu ích cho bạn. Thu thập một số mùi hương. Đây có thể là dầu, nến hoặc nhang. Chọn hoa oải hương, gỗ đàn hương hoặc tinh dầu bạc hà. Hoa oải hương cho buổi tối, tinh dầu bạc hà cho buổi sáng hãy thắp hương thơm và bài tinh thể ở xung quanh phòng. Uống một cốc nước lớn, hãy cố gắng hoàn thành nó. Nằm xuống và lấy hai trong số các tinh thể. Cầm tinh thể trên tay, bạn sẽ ấn chúng thật nhẹ nhàng vào thái dương và cuộn chúng từ từ. Cảm nhận năng lượng tiêu cực phân tán khi cơn đau di chuyển. Theo một cách nào đó, chúng ta đang phân tán các tinh thể làm điều này trong khoảng nửa giờ lâu hơn nếu cơn đau đầu vẫn còn con đường tốt nhất vẫn là phòng ngừa bằng cách đảm bảo rằng chúng ta theo kịp với việc thực hành tâm linh của mình mà không quá thúc ép bản thân chúng ta có thể giữ cho sự thay đổi năng lượng trong giới hạn có thể kiểm soát được và tình trạng đau nửa đầu có thể là do thức tỉnh kinh đa lini và mở con mắt thứ ba tất cả chúng ta đều biết rằng năng lượng tâm linh ảnh hưởng đến chúng ta mọi lúc có thể có nguồn gốc tâm linh đối với các triệu chứng như chứng đau nửa đầu mặc dù thường có những lý do thể chất khác khiến bạn có thể bị đau nửa đầu nhưng chứng đau nửa đầu dai dẳng thường bắt nguồn từ tinh thần hơn là thể chất vì vậy nếu bạn đang gặp phải chứng đau nửa đầu dai dẳng mà không có bất kỳ lời giải thích y tế nào. Hãy tìm hiểu những gì bạn có thể làm để loại bỏ bất kỳ lý do tinh thần nào gây ra chứng đau nửa đầu của bạn. Trung tâm của mọi triệu chứng thể chất do nguyên nhân tâm linh gây ra là sự mất cân bằng trong năng lượng kinh đa lini chảy qua chúng ta. Đây có thể là sự tắt nghẽn hoặc có thể là hoạt động quá mức và nó có thể xảy ra ở một hoặc nhiều trung tâm năng lượng luôn xa của bạn thông thường chứng đau nửa đầu cho thấy luôn xa mắt thứ ba hoạt động quá mức nó là trung tâm của nhận thức và các giác quan nếu chứng đau nửa đầu khiến bạn rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh và thường gây ra áp lực phía sau mắt thì luôn xa mắt thứ ba là nơi bạn phải tập trung chữa lành bằng tinh thần để chữa lành luôn xa con mắt thứ ba khi nó hoạt động quá mức chúng ta phải thực hiện một cách tiếp cận từ nhiều phía để giải tỏa tức thì thiền định là gợi ý tốt nhất điều này có thể khó khăn vì đạt được trạng thái thiền định khi bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng không phải là nhiệm vụ đơn giản tuy nhiên hãy kiên trì và bạn sẽ thấy rằng cơn đau sẽ giảm dần để giảm đau lâu dài bạn nên bắt tay vào một cuộc hành trình chữa lành tâm linh cho luôn xa con mắt thứ ba của bạn có rất nhiều công cụ bạn có thể sử dụng để hỗ trợ chữa lành luôn xa con mắt thứ ba thiền định chỉ là một khía cạnh bạn có thể sử dụng liệu pháp mùi hương trầm hương gỗ đàn hương và hương thảo có thể giúp đưa luôn xa con mắt thứ ba của bạn về trạng thái cân bằng còn tinh thể bạn có thể sử dụng là thạch anh tím nhưng điều quan trọng nhất là xem xét lối sống của bạn luôn xa mắt thứ ba hoạt động quá mức cho thấy tình trạng quá tải cảm giác thường là tác dụng phụ của một cuộc sống quá bận rộn và quá căng thẳng bạn có thể đang tung hứng quá nhiều thứ cùng một lúc có một cái nhìn thẳng thắn về những điều trong cuộc sống của bạn là điều cần thiết điều trị các triệu chứng của chứng đau nửa đầu về mặt tinh thần có thể giúp giảm bớt ngay lập tức, nhưng thay đổi lối sống của bạn thường là cách duy nhất để ngăn chặn các triệu chứng này xuất hiện trở lại. Điều quan trọng là giữ cho cuộc sống của bạn giống như nguồn năng lượng của bạn, trong sạch và rõ ràng. Khi bạn loại bỏ năng lượng tiêu cực khỏi hào quang của mình, bạn phải loại bỏ nguồn gốc của những năng lượng tiêu cực đó khỏi cuộc sống của bạn các bạn có thể lắng nghe hai video mà quốc anh đã chia sẻ ở danh sách phát thứ nhất thiền chánh niệm và thứ hai chữa lành con mắt thứ ba để có thêm những thông tin hữu ích thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại